Chào mừng mọi người đã đến với buổi bay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải thám thành phố 58. Giải thám Đồng Tháp 25. Giải thám Cà Mau 02. Và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt thành phố 593-380, giải đặc biệt Đồng Tháp 641-393, giải đặc biệt Cà Mau 771-004. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.